Lần đầu tiên em đến tượng Phật thế. Dạ. Lần đầu tiên em đến tôi đi chị, tôi đi. Dạ. Lần đầu tiên tôi đến đây để chiêm ngưỡng tượng Phật và thấy là tượng Phật rất là đẹp và không có một bất kỳ nào hết. Trong lòng em đến em chiêm ngưỡng tượng Phật. Trong lòng tôi giùm đi ha. Dạ. Lần đầu tiên tôi đến đây để chiêm ngưỡng tượng Phật mà tôi thấy cảm thấy rằng là tượng Phật rất đẹp và rất sáng ngời, không có một bất kỳ nào cả. Trong lòng tôi rất là thấy hoan hỷ và phấn khởi và rất là an lạc. Tôi mong rằng tất cả mọi người đến đây được chiêm ngưỡng trong lòng thấy hoan hỷ và an lạc cũng như tôi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Nói lại đi. Tự nhiên lắm. Chị nói là một cái tượng Phật bằng ngọc. Lần đầu tiên tôi đến để chiêm ngưỡng tượng Phật và tôi thấy rằng là tượng Phật rất là đẹp và sáng ngời. Tượng Phật bằng ngọc rất là đẹp. Lần tôi đến đây để chiêm ngưỡng tượng Phật và tôi thấy là tượng Phật rất đẹp, tượng Phật bằng ngọc rất là đẹp mà không có một vết tì nào cả. Tôi chiêm ngưỡng tượng Phật và chiêm bái, tôi thấy là rất là tinh tấn và hạnh phúc. Tôi mong rằng mọi người cũng an lạc và được hạnh phúc như tôi khi chiêm ngưỡng Đức Phật. Cảm ơn chị. Dạ. Trần Thị Kim Trang. Dạ. Hôm nay đi chiêm ngưỡng tượng Phật ngọc thì cũng thấy sao? Thật là một cái vinh dự cho cái đất nước Việt Nam mình. Nghìn năm mới có một thuở, hôm nay là được nhìn chiêm ngưỡng được cái tượng Phật Ngọc. Thì trong lòng chúng tôi là một người Phật tử, vô cùng là sống sướng và vinh dự nhất. Trong được nhìn một cái tượng mà là có như tâm linh, là vô cùng là sống sướng. Rồi, bây giờ chị nói cũng y như vậy mà chị nói lớn lên giùm em á. Chị nói là hôm nay đi xem. Hôm nay... Hôm nay chúng tôi được đi chiêm tôi đi chiêm ngưỡng cái tượng Phật Ngọc là rất là vinh dự, một cái tượng Phật mà lớn nhất thế giới mà đã đem về cho nước Việt Nam mình là lần đầu tiên. Thì tấm hồn tôi, chúng tôi rất là sung sướng và vui vẻ và hạnh phúc vô cùng, không còn cái gì mà cho sánh bằng được. Không gì sánh bằng được rồi. Quỳnh Như. Lấy thì Quỳnh Như, quận gì? Quận Tân.